5 điều môi giới bất động sản không nên làm trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Đăng Dương. Nếu như mà bạn ấy là một môi giới bất động sản mà bạn không biết những cái điều này thì có thể xảy ra những cái điều phức tạp sau đây. Đó là bạn có thể sẽ lãng phí thời gian của mình và nguồn lực của mình trong cái quá trình tiếp cận và tìm kiếm những cái khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản. Rồi nếu như bạn mà không biết những cái điều trong video này thì rất có thể là bạn sẽ gì? Khiến cho khách hàng mất niềm tin. Bạn sẽ khiến cho khách hàng của bạn mất niềm tin và bạn sẽ cung cấp những cái thông tin không đúng dịch vụ mà nhu cầu họ cần. Rồi có thể bạn sẽ gây tổn thương cho danh hiệu và uy tín của bạn nếu như bạn không xem hết video này. Đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì có thể bạn đã vô tình làm những hành động ví dụ như là spam, gửi email quá nhiều hoặc là bạn liên hệ khách hàng quá nhiều lần. Rồi là có thể bạn sẽ không tìm được đối tượng khách hàng nào phù hợp do bạn không đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hoặc có thể bạn sẽ bị khách hàng phàn nàn, bạn sẽ bị khách hàng đánh giá thấp và thậm chí là tố cáo cái việc đó với những người khác, với những cái thị trường khác. Và sau đây, 5 điều mà bạn nên làm trong khi tìm kiếm khách hàng nhé. Nhớ này, 5 điều bạn nên làm trong khi tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực bất động sản. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi về 5 điều này thì tôi rất hy vọng rằng bạn có thể follow, đăng ký kênh Đăng Dương, bởi vì tôi sẽ có hàng trăm video nói về chủ đề môi giới bất động sản để mà giúp cho các bạn về môi giới bất động sản có được trang bị được những cái kiến thức, trang bị được những cái kinh nghiệm về nghề này, và thậm chí là sẽ có những thời điểm tôi sẽ tặng quà cho các bạn, giúp cho các bạn phát triển hơn trong công việc của mình. Và không dài dòng nữa, bây giờ sẽ là 5 điều bạn nên làm trong khi mà tìm kiếm khách hàng này. Thứ nhất là bạn nên xác định đối tượng khách hàng tiềm năng một cách rõ ràng và cụ thể. Đừng quá là chung chung. Ví dụ như là bạn đang bán một cái dự án chung cư XYZ tại Hà Nội. Đó, và bạn biết được rằng dự án chung cư này thì phục vụ cái nhu cầu ở là chính thay vì là đầu tư. Vậy thì bạn phải xác định rõ ràng là ai sẽ là người ở đây, họ có độ tuổi như thế nào, vị trí địa lý của họ cách cái chung cư này bao nhiêu xa. Đó, thì bạn ít nhất bạn sẽ khoanh vùng được về những cái đối tượng khách hàng của bạn. Và tiếp theo nữa là bạn không nên làm gì? Không nên là tìm kiếm khách hàng mà không biết rõ họ là ai và nhu cầu của họ là gì. Có một số bạn ấy thì khi mà tham gia vào cái nghề môi giới bất động sản này và tham gia vào những sàn mà họ đẩy mạnh rất là nhiều về cái việc quảng cáo ấy, thì có thể rằng là sàn sẽ nói với các bạn rằng các em hãy chạy quảng cáo đi, hãy chạy quảng cáo, giới thiệu dự án, quảng bá dự án đi. Nhưng mà đôi khi ấy, các bạn chạy quảng cáo, các bạn giới thiệu dự án nhưng các bạn không hiểu được cái đối tượng khách hàng tiềm năng của các bạn là ai, mà các bạn cứ chạy quảng cáo thôi thì nó sẽ rất là lãng phí tiền và nó sẽ tạo ra những cái gọi là cái ám ảnh không tốt về cái dự án đấy, bởi vì nó xuất hiện quá nhiều, hoặc nó ám ảnh không tốt về chính các bạn nếu như bạn sử dụng khuôn mặt của bạn để mà chạy quảng cáo cho dự án đấy. Bởi vì các bạn chạy không đúng nhu cầu thì đương nhiên là người ta sẽ gì, thấy ghét bỏ các bạn. Vì thế là khi mà tìm kiếm khách hàng ấy, thì hãy biết rõ khách hàng là ai và nhu cầu của họ là gì. Cái điều lên thứ hai trong cái quá trình tìm kiếm khách hàng đó là các bạn nên sử dụng các kênh tiếp cận đa dạng. Là như nào? Là có mở thêm ra những cái kênh để tìm kiếm khách hàng. Một số bạn ấy thì chỉ tiếp cận khách hàng duy nhất bằng cách là gì? Đăng bài trên các website về bất động sản, ví dụ đăng trên bất động sản.com.vn hoặc nhiều lắm thì là đăng Zalo là hết cỡ, đúng không? Nhiều lắm mà đăng Zalo hoặc đăng group Facebook mà không hề biết đến những kênh video marketing này, rồi những cái kênh chạy quảng cáo này, hoặc là những cái kênh như là email marketing đó, hoặc là những cái kênh là những cái mạng xã hội, những cái video ngắn rồi video dài, rồi thậm chí là có thể là thông qua cái hội thảo để mà tìm kiếm những khách hàng. Đó thì đấy là gì? Bạn đa dạng ra cái nơi, cái nguồn để bạn tìm kiếm khách hàng. Và bạn không nên làm gì? Bạn không nên dựa quá nhiều vào một kênh tìm kiếm, một kênh tiếp cận duy nhất. Chẳng hạn như là có một người mà tôi biết là anh ta dựa rất nhiều vào việc quảng cáo bất động sản. Thế nhưng mà trong cái thời điểm mà thị trường nó đang sôi động, nó đang nóng sốt và rất là nhiều người đi tìm kiếm cái sản phẩm đó ở trên Internet, thì việc mà anh ta có các chiến dịch quảng cáo tiếp thị, quảng cáo hiển thị
về dự án bất động sản đó thì nó lại rất là thành công, bởi vì người ta đi tìm kiếm mặt hàng nó không có. Quan trọng là ai là người cho biết được rằng là người có sở hữu hàng. Ví dụ đi, tôi ví dụ như một cái dự án của một chủ đầu tư XY chẳng hạn, nó đang rất là khan hiếm về nguồn hàng và mọi người nhau đi tìm kiếm xem là ai là người có hàng. Thì lúc đó bạn tung tiền ra để bạn chạy quảng cáo rằng bạn đang bán dự án đấy, bạn phủ hết một lượt thì nó rất là hiệu quả, đúng không? Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà khi mà thị trường nó kém như bây giờ chẳng hạn thì làm sao ạ? Thì là cái việc quảng cáo như vậy là nó không còn hiệu quả, và các anh bạn của tôi là cái doanh số của anh ấy sụt giảm trông thấy, bởi vì là anh ấy chỉ dựa duy nhất vào cái nguồn đấy là quảng cáo đó mà không có những cái nguồn khác. Thì đó là bạn gì, nên bạn nên là bạn nên tìm kiếm đa dạng thêm những cái kênh để mà bạn tiếp cận khách hàng, và bạn không nên dựa vào một cái nguồn duy nhất. Lưu ý thứ ba trong quá trình bạn tìm kiếm khách hàng ấy, đó là bạn nên tập trung vào giải quyết các giải pháp cho các vấn đề của khách hàng gặp phải, chứ không phải là chỉ quan tâm đến gì việc bán hàng. Chẳng hạn như này, chẳng hạn như là bạn phân phối một cái dự án A chẳng hạn. Thế nhưng mà khách hàng ấy, về cơ bản ấy là bằng cách nào đó bạn tìm được cái khách hàng này, nhưng mà khách hàng này thì thực sự là cái nhu cầu của họ nó không hợp với cái dự án này. Nhưng mà vì là công ty của bạn bán cái dự án này nên là bạn cố tìm mọi cách để mà bạn đưa khách hàng vào mua của dự án, chứ bạn không tập trung vào cái vấn đề của khách hàng rằng là họ gặp phải cái nỗi đau gì, hoặc họ gặp phải những cái lý do gì mà họ phải mua cái bất động sản này. Bạn không tập trung vào những cái đấy, và cuối cùng là gì, một là họ sẽ rời bỏ bạn, bởi vì bạn cái bán hàng của bạn chỉ biết mỗi mình bạn thôi nên họ rời bỏ bạn. Hai là có thể do bạn cái kỹ năng của bạn quá tốt, hoặc là bạn bằng một cách nào đó, anh em có thể gọi là luộc gà, nhưng mà tôi không cho là như vậy, nhưng bằng một cái cách nào đó là gì, bạn đã mê hoặc khiến cho khách hàng mua cái dự án đó, và sau đấy thì khách hàng nhận ra rằng ô, cái này nó chẳng đúng với nhu cầu của mình, và một là họ sẽ bỏ cọc, hai là họ sẽ tìm cách bán tháo, ba là gì, họ sẽ có một cái ấn tượng không tốt. Vì thế là gì, cái lưu ý ở đây khi mà bạn tìm kiếm khách hàng là bạn hãy tập trung vào giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải, chứ không phải là tập trung vào việc bán hàng, duy nhất bán hàng. Tiếp theo nữa, sang cái lưu ý thứ tư, đó là gì, đó là bạn hãy gì, nên tạo dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng bằng cách cung cấp cho họ những cái giá trị như là thông tin này, rồi là những cái buổi tư vấn này, và những cái hỗ trợ khác. Ví dụ như thông tin gì, thông tin về thị trường tài chính này, thông tin về thị trường tài chính, để ý tôi nói là liên quan đến các chính sách thay đổi về ngân hàng, về tiền đấy, rồi là thông tin về những cái chính sách của nhà nước về cái loại hình bất động sản đó. Rồi là ngoài ra bạn có thể tư vấn thêm ngoài cái việc tư vấn về đầu tư, thì bạn tư vấn thêm về cái quản lý tài chính cá nhân này đó. Và hỗ trợ đây là gì, hỗ trợ trong cái quá trình đi lại, đi xem dự án này, rồi là hỗ trợ trong cái quá trình mà thực hiện các thủ tục trước, trong và sau khi mua bất động sản đó. Và bạn không nên làm gì, bạn không nên là chỉ quan tâm đến việc bán hàng, mà bạn nên chú trọng tới việc là xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng bằng cách là gì, tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng đó. Bạn có thấy rằng là có nhiều cái giá trị mà tôi chia sẻ bạn trong video này không đó? Nếu có thì hãy nói bất cứ một cái điều gì đó, bất cứ một cái cảm nhận gì đó trong đầu bạn lúc này. Và bây giờ thì tôi sẽ nói cho bạn cái chú ý cuối cùng trong quá trình mà bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đó là gì, bạn nên theo dõi và đánh giá, đồng thời là cải tiến những cái chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Mỗi một người ấy sẽ phù hợp với một cái cách thức tìm kiếm khác nhau. Ví dụ như tôi có anh bạn ấy, thì anh bạn này thì anh ấy rất thích là tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua việc là anh ấy tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp BNI, tổ chức BNI. Ở đó thì anh ấy có cơ hội tiếp cận với rất nhiều chủ doanh nghiệp, và đương nhiên là chủ doanh nghiệp thì họ sẽ có cái nhu cầu về gì, nhu cầu về đầu tư bất động sản. Nhưng mà về cái mặt online ấy, về cái mặt trên internet ấy, thì anh ấy rất yếu. Nhưng mà gì, anh ấy hiểu được rằng là cái thế mạnh của anh ấy là gì, giao tiếp. Thế mạnh của anh ấy là thông qua các hội nhóm offline đó, và anh ấy xây dựng lên được rất nhiều khách hàng tiềm năng thông qua BNI. Thì đó là anh ấy hiểu được rằng thế mạnh của anh ấy. Vậy thì bạn cũng thế, bạn cũng phải theo dõi này. Đầu tiên là theo dõi, sau đấy là bạn đánh giá xem là cái nào là thế mạnh của bạn, và sau đấy là bạn liên tục cải tiến cái chiến lược tìm kiếm đấy. Có một số bạn thì quảng cáo, chạy quảng cáo đấy. Có một số bạn thì làm video marketing. Có một số bạn thì email. Có một số bạn thì quảng cáo Zalo app. Có một số bạn thì Facebook app.
Có một số bạn thì thông qua cái kênh là xin lời giới thiệu đó, thì mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Ví dụ như tôi, thế mạnh của tôi đấy là video marketing, marketing online đó, thì tôi tập trung vào. Tất nhiên là đồng thời với việc là sử dụng cái thế mạnh hiện tại, nhưng mà cũng làm sao ạ, cũng luôn luôn tìm kiếm thêm những cái thế mạnh mới, đồng thời là cải tiến cái thế mạnh cũ của chúng ta để mà có được những cái chiến lược nó hiệu quả hơn, tránh việc lãng phí thời gian, nguồn lực và tiền bạc cho công việc môi giới bất động sản mà không hiệu quả. Và có thể là trong video này thì tôi sẽ để một cái phần quà tặng ở trong phần miêu tả hoặc là trong phần bình luận của video. Bạn có thể xem ở những cái nơi đó để mà tìm kiếm được những cái quà tặng của tôi để mà giúp cho bạn có được hành trình thành công hơn trong lĩnh vực bất động sản nhé. Xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.